Với lại đi lại nó cũng vất vả, nó mệt thế chứ, mệt người chứ. đi lại thì chả phải đi lại chứ, độc đi sang đấy chú được ở đấy luôn nha, chú qua ở sáng nó đi đâu, độc với chú đi lại thì qua sáng nó đi đâu ăn độc ăn mới ở với ở nhà chứ, có đáng gọi lại con đi nam cái cảnh mà lại đi nam nữa nó mới nhục, mình chiến được chưa, thế đi nam mà lại bỏ con ở nhà nữa nó mới nhục. Ôi thật bỏ con nhà đấy, cụ này hai mẹ con ở nhà mà vẫn còn cụ chồng nữa thì đấy 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 đây mẹ con nó ở nhà suốt mà nó vẫn còn cháu đang bỏ cho con bé con nó ra ngoài Đồng Sơn này gửi chắc mẹ lại khóc mất mấy hôm đầu tiên. Ừ. Chưa bạn ý rồi, bạn là để cho nó hết vài cho tháng hè nữa cho nó cứng thêm, cho gửi cho thằng Dũng, như thằng Dũng nó này đoạn nó lại không quen và cũng có vài tháng nữa nó hết, nó lại đi học vào lớp một chú hiểu không? Này nó đi học thì con bé con bây giờ mình đi đón nó ở ngay Đồng Sơn đi tiện về nó đi tít lên trên đầu trên ở đằng trên đấy để làm gì đấy nó thế cơ chứ không phải là không muốn cùng yếu hai tuổi nó sắp đi học thế sao nghe này hết năm này đập đi học thì đây con bé con này cháu đây cũng hay là gửi đâu để đoạn mấy tháng nữa chú để... thì phải cho ra hoa hồng thôi khẩu đấy còn đang bảo là xem cái sổ đâu để đi làm để đoạn cho chúng nó đi học tí nhiều khẩu đấy tưởng là nó nhận hết nó không nhận ở chỗ khác à chú nhân bới hộ cháu ấy cuộn bằng dính đèn ở đấy sao nó quên không nhận ông sở bây giờ lần này căng đấy dã man đấy thế giờ chá giải quyết gì hay là hay là đợt này để ý ông kém miếng khó chịu ông bán được đất nhiều tỷ mà lại cứ để ý để ý thật đất của ông chứ của mình đâu mà mình có phận chứ đáng là nó yêu quá nó có cái chìa rõ hết thôi đáng mà bây giờ thì ông vẫn có nhiều mà để tranh tay để làm quay chả thấy làm quay rất mệt người đâu đéo trò nghe không đéo trò tốt nhất kệ mẹ thì nhỏ về nó trò chém này cái thằng nó đi đã hơn định như vai cầu thế còn đi chả giải quyết gì giận mới đi kể với người nọ người kia lại bây giờ này còn bới cá chuyện mua đất mới bán đất lần trước nữa chú nhận ạ này cứ đi kể với ông cụ mài với này rồi này nọ mới này thì nói chú qua chú mẹ bảo thằng gọi thằng luôn tiền qua bảo mua cái vụ đấy chiến cháu nghĩ là cái vụ này là đéo phải tiền bán đâu tiền bán nó cũng không lấy lấy đến thế đâu chú gọi cho tiền bán thôi chú gọi thằng lên bán rồi anh ơi cháu thì cháu nghĩ đơn giản nhưng mà đâu kia nó gọi lên cho tiền bán đấy chứ anh ơi nhà anh bán cái sơn A 66 này là 15 lít trắng sứ là bao tiền thùng hắn mới đang cần hắn bảo chú về khỏi cháu mới nghĩ là cái này nó quá tế nhị bây giờ khoảng 3.7 triệu chưa đầy 4 triệu là loại tốt nhất đắt nhất đấy xong với cả thế nhà em là ở chỗ Bắc Cường Bắc đấy Hội Sơn đấy sao bác ghi hóa đơn cho nhà em nhiều thế này và thì đâu đâu để chú cứ anh gửi Zalo em gửi Zalo đây gửi cho mọi người bỏ ra đủ cho nhân viên để con anh Cường cứ gọi gặp trực tiếp rồi và anh Cường là người nhà nhà em đấy anh Cường người nhà nhà em nó chỉ là cầm tiền đến giả hộ mà đây hóa đơn nhà bác ghi tên nhà bác đây số điện thoại đây mình này. Bác phải quản lý bán hàng thế nào chứ bác quản lý bán hàng thế này mất khách à mình đang bảo bác mẹ bán này em đăng lên Facebook mẹ bác không bán được cái gì nữa thế là hắn tắt luôn điện thoại nó qua bảo gọi mẹ tiền vào ở đấy như thế như thế mà bố là con thợ sơn nó sơn nó thiếu một thùng thì ra nhau ý thủy đầy đây nó bán cho bố nó có tương đấy đi này mình đang quay với em biết thành trong nói chuyện to cái này là học không vào được tập à thế thì là bây giờ giải quyết như nào đưa giấy cho phiền thôi nói tình hình đâu rồi như thế thôi Cường theo cháu thì ở trên quán nó cũng đéo làm ăn đến thế đâu nó cũng đéo đến nãi đến thế đâu cái đấy là nhân viên nó cứ cương quả gì thế nào thì hoặc là cương chúng nghĩ là loạn hàng hắn xin cái tờ hóa đơn của nó về hắn đánh máy hắn điên vào cái gì chứ có đéo gì nhân trước chú bán hàng thế chứ nhân viên thì nhân viên nó khó dám làm bán bún áo thế đâu thế nào chứ bán hàng cái hàng nhưng mà đẹp nó hiểu là thế nào nhỉ sắp mấy ống nước lên nó mấy nó bảo ghi bao nhiêu cái ghi chứ chiến chứ chả bảo ghi là một chuyện nhưng mà nhiều quá đéo hai người ta gửi được gì ví dụ bảo công ty hay là gì thế, thì còn ăn đây là của tư mới lại gì thì thế. Mà lại người nhà thì làm sao đúng mà thế được trước. Những cái đấy là ông Cường phải can thiệp trước mình giá thế. Cả mới gì thì đã lấy hộ để đỡ mang chú là gì chứ bảo
anh Cường ơi, hôm để chuyển tiếp cho bọn anh Cường, anh Cường xem thế nào chứ. Ông mua thiếu một thùng, ông mua thế này là có 3 triệu 7 thôi mà nó tính của chú là đúng mà đúng sơn như thế mà. Cũng đã bảo thế trước rồi. Ờ thế mà ông bảo không đấy đâu mà. Thì anh nó quên nó chưa chiết khấu và chú bảo chắc nhân viên nó không lại chiết khấu cho anh ngày sau. Mình biết là gì đấy là chúng mình vẫn bảo mình dơ vậy chứ đổ tất cả cửa hàng như có đổ trong cương đâu. Đúng rồi, mình nói khéo rồi. Nhưng mà cửa hàng thì đấy, và viên ông bạn đấy bảo chắc cửa hàng thì đấy nó sao. Cửa hàng thì bây giờ mình chỉ là tín nhiệm mình bác không tin ấy, con không tin, con cứ bảo thẳng lên đấy hay không đã nói thế này cướp hả? Còn bây giờ bác không vấn đề hỏi thẳng đấy, thông sườn đến với nhau, đang bán vào nhiều phát cho bố phát thì biết nha. Xong thì mình nói chuyện thế thôi thì có cái công năng đấy, chắc nó không biết là tiền cũng cướp như hôm nay anh em đâu, anh con không biết với anh em này, cứ chắc anh chú tìm ra bên kéo ra chở gọn cho tiền cướp. Đúng rồi, cái này là lỗi chính là do ông Cường, cho còn mình thì mình tế nhị mình không dám ấy thôi. Ông là người cầm cân nảy mực đúng không? Ông là người lấy sơn, ông phải có cái giá cả của từ trên kia mới nói nhiều dưới này. Nói nhiều với tiền chủ đấy đắp, nói nhiều nói không nói ăn phải. Ông bán hàng ông phải quản lý hàng thì phải, ông để cho nhân viên ông ghi cao bất ngưỡng thế này thì ông có định bán hàng thế này ông nghỉ. À, chú nói ác thì đấy ác, nhưng ở đây là không biết cái này anh phải nói trước, anh phải gặp trực tiếp. Nó cứ bảo chú phải gặp trực tiếp thằng anh Cường đấy. Mà Cường thì đây là người nhà nên chỉ cầm tiền đến là giả hộ thôi. Tưởng là đấy ở quê nó rẻ thì mới lấy nhà bác, mà bác bán thế này thì ai mà chịu được? Mà cao lắm 1-200 nghìn một thùng thì được mẹ nó chào cao rồi. 1 triệu một thùng xưa thì đây em ra nhà Quý Thủy em hỏi đây mẹ. Nào mà thế thì hỏng tư quan đơn chưa thấy bao giờ gì gửi hết cả hóa đơn, gửi tất cả những cái nội hóa đơn chú xin nhà Quý Thủy đấy. Mà trực tiếp chú gọi nên đã cái ông đấy bảo bác ơi bác bán nhà bác bán sơn nào. Vâng bác cho em hỏi cái thùng sơn A66 đấy, thùng trên 15 lít trắng sứ đấy. Thì là bao tiền thùng của bác? Không phải để xếp giá. Thế thì bảo mẹ chú có 3.7 ấy nhỉ. Thế bảo thế sao bác lại ghi cho nhà em tận hơn 4 triệu thế này. 4.8 triệu. Em chuẩn